Thạch Xanh, chuyện cổ tích. Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con, tuy nhà nghèo, hàng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thường giúp mọi người. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng đã qua mấy năm mà không sinh nở, rồi người chồng lâm bệnh chết. Mãi về sau, người vợ mới sinh được một cậu con trai. Khi cậu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết, cậu sống lùi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Xanh. Năm Thạch Xanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Một hôm, có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua đó, thấy Thạch Xanh gánh về một cánh củi lớn, hắn nghĩ bụng, người này khỏe như voi, nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu. Lý Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Xanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình, Thạch Xanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ xã Gốc Đa đến sống chung với mẹ con Lý Thông. Bấy giờ trong vùng có con Trầm Tinh, có nhiều phép lạ, thường ăn thịt người. Quan quân đã nhiều lần đến bổ vây, định diệt trừ nhưng không thể làm gì được. Dân phải lập cho nó miếu thờ, hàng năm nộp một mạng người cho Trầm Tinh ăn thịt để nó đỡ phá phách. Năm ấy đến lượt Lý Thông nộp mình, mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Xanh chết thay. Chiều hôm đó, chờ Thạch Xanh kiếm củi về, Lý Thông dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo, đêm nay đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì sợ cất mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về. Thạch Xanh thật thà nhận lời đi ngay. Nửa đêm, Thạch Xanh đang lim dim mắt thì Trần Tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ vút định vồ lấy chàng. Thạch Xanh với lấy búa đánh lại. Trần Tinh hóa phép, thoát biến thoát hiện, Thạch Xanh không đúng, dùng nhiều võ thuật đánh con quái vật. Chỉ một lúc, lưỡi búa của chàng đã xả xác nó làm hai. Trần Tinh hiện nguyên hình là một con chăn khổng lồ, nó chết để lại bên mình bộ cung tên bằng vàng. Thạch Xanh chặt đầu quái vật và nhặt bộ cung tên sách về. Mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng gọi cửa, ngỡ là hồn oan của Thạch Xanh hiện về. Mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Xanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết Trần Tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lý Thông bỗng nảy ra kế khác, hắn nói, con Trần ấy là của vua nuôi đã lâu, nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi, có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu. Thạch Xanh lại thật thà tin ngay, chàng vội vã từ giã mẹ con Lý Thông trở về túp lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. Còn Lý Thông hí hửng đem đầu con yêu quái vào kinh đô nộp cho nhà vua, hắn được vua khen phong cho làm quận công. Vua có cô công chúa vừa đến tuổi lấy chồng, hoàng tử nhiều nước sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ, nhưng không ai vừa ý nàng. Nhà vua phải mở một hội lớn cho hoàng tử các nước và con trai trong thiên hạ tới dự, để công chúa trên lầu cao ném quả cầu may. Hễ quả cầu rơi trúng người nào, công chúa sẽ lấy người ấy làm chồng. Khi công chúa sắp sửa ném quả cầu, bỗng nàng bị một con đại bàng khổng lồ quắp đi. Đại bàng bay qua túp lều của Thạch Xanh, trông thấy nó, Thạch Xanh liền dùng cung tên vàng bắn theo. Mũi tên trúng vào cánh đại bàng, nó bị thương nhưng gắng sức bay về hang trong núi sâu. Thạch Xanh lần theo vết máu tìm được chỗ nó ở. Từ ngày công chúa bị mất tích, nhà vua vô cùng đau đớn, vua sai Lý Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa sợ, Lý Thông không biết làm thế nào. Cuối cùng, hắn chuyển cho dân mở hội hát sướng 10 ngày để nghe ngóng. 8-9 ngày trôi qua, hắn vẫn chẳng biết tin gì. Đến ngày thứ 10, hắn bỗng gặp Thạch Xanh đi xem hội. Nghe Lý Thông nói việc tìm công chúa, Thạch Xanh thật thà kể chuyện đã bắn đại bàng bị thương và biết hang ổ của đại bàng. Lý Thông mừng rỡ, liền nhờ chàng dẫn đường đến hang quái vật. Đến nơi, Thạch Xanh xin xuống hang cứu công chúa. Quân sĩ lấy dây dài buộc vào lưng chàng rồi dòng xuống hang. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ, tuy bị thương nặng nhưng khi thấy Thạch Xanh, nó vùng ngay dậy, vùng cánh, chĩa vút lao đến. Thạch Xanh dùng cung tên vàng bắn mù hai mắt, vùng búa chặt đứt vút sắt, bổ vỡ đôi đầu con quái vật. Rồi chàng lấy dây buộc vào người công chúa, ra hiệu cho quân Lý Thông kéo lên. Chàng đang chờ dây sổng xuống, không ngờ sau khi đưa được công chúa lên, Lý Thông liền ra lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại. Biết Lý Thông hại mình, Thạch Xanh cố tìm lối lên. Đến cuối hang, chàng thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú bị nhốt trong chiếc củi sắt, đó chính là thái tử, con vua Thủy Tề. Thạch Xanh dùng cung vàng bắn tan củi sắt, cứu thái tử ra. Thái tử thoát nạn, hết lời cảm tạ chàng, mời chàng xuống chơi thủy phủ.
Vua Thủy Tề sung sướng được gặp lại con, đãi Thạch Sanh rất hậu. Khi chàng về, vua biếu nhiều vàng bạc, nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin một cây đàn. Chàng lại trở về Cốc Đa. Hồn Trần Tinh và Đại Bàng lang thang, một hôm gặp nhau bàn cách báo thù Thạch Sanh. Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải, mang tới giấu ở Cốc Đa để vu vạ cho Thạch Sanh. Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Lại nói nàng công chúa bất hạnh, từ khi được cứu thoát về cung thì bị câm, suốt ngày nàng chẳng nói chẳng cười, mặt buồn rười rượi. Vua đành hoãn việc cưới xin, sai Lý Thông mời thầy thuốc về chữa. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi được mời đến, nhưng không ai chữa cho công chúa khỏi được. Một hôm, Thạch Sanh ngồi trong ngục tối, đem đàn của vua Thủy Tề cho ra gảy. Tiếng đàn vẳng đến hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Vừa nghe tiếng đàn, công chúa bỗng cười nói vui vẻ, nàng xin vua cha cho gọi người đánh đàn vào cung. Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình. Từ chuyện kết bạn với Lý Thông, đến chuyện chém Trần Tinh, giết Đại Bàng, cứu công chúa, bị Lý Thông lấp cửa hang, và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua Sài bắt giam hai mẹ con Lý Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết, mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường, thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung. Nhà vua cả công chúa cho Thạch Sanh, lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kỳ, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thế vậy hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận, họ hội binh lính cả 18 nước kéo sang đánh. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh, chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ 18 nước buồn rùn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ 18 nước ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lại tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai đã nhường ngôi cho Thạch Sanh theo Nguyễn Đồng Chi và Vũ Ngọc Phan. Chú thích: Cao Bình, xưa thuộc huyện Thạch Lâm, nay thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngọc Hoàng, trong chuyện dân gian là vị thần cao nhất ngự trị trên trời. Thái tử, con trai vua, người được chọn sẵn để sau nối ngôi vua. Đầu thai, linh hồn nhập vào một cái thai để sinh ra thành kiếp khác, theo quan niệm tôn giáo. Gia tài, của cải riêng của một người, một gia đình, gia, nhà, tài, của cải. Thiên thần, thần trên trời, thiên, trời, ngược với địa, đất. Tứ cố vô thân, thành ngữ, không có ai là người thân thích. Tứ, bốn, cố, ngoái nhìn, vô, không, thân, người thân, họ hàng. Nghĩa gốc, ngoái nhìn bốn phía, không có người thân. Chằn tinh, một loại yêu quái trong thần thoại, chuyện cổ tích. Chăn, rắn lớn sống ở rừng nhiệt đới, không có nọc độc, còn dấu vết chân sau, có thể bắt ăn thịt cả những con thú khá lớn. Quận công, tước được nhà vua phong, bậc thứ hai sau quốc công. Đại bàng, chim ăn thịt, cỡ lớn, cánh dài và rộng, chân có lông đến tận ngón, sống ở núi cao. Vua Thủy Tề, vua ở dưới nước, còn gọi là Long Vương, theo tín ngưỡng dân gian. Nước chư hầu, nước bị phụ thuộc, phải phục tùng nước khác, mạnh hơn. Từ hôn, từ chối không kết duyên hoặc hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã đính ước. Động binh, huy động quân đội chuẩn bị chiến tranh. Đọc, hiểu văn bản. 1. Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác thường? Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh như vậy, theo em, nhân dân muốn thể hiện điều gì? 2. Trước khi được kết hôn với công chúa, Thạch Sanh đã phải trải qua những thử thách như thế nào? Thạch Sanh bộc lộ phẩm chất gì qua những lần thử thách ấy? 3. Trong chuyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động, hãy chỉ ra sự đối lập này. 4. Chuyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết thần kỳ, trong đó đặc sắc nhất là chi tiết tiếng đàn và niêu cơm đãi quân sĩ 18 nước chư hầu. Em hãy nêu ý nghĩa của những chi tiết đó. 5. Thảo luận, trong phần kết thúc chuyện, mẹ con Lý Thông phải chết, còn Thạch Sanh thì được kết hôn cùng công chúa và lên ngôi vua. Qua cách kết thúc này,
nhân dân ta muốn thể hiện điều gì? Kết thúc ấy có phổ biến trong chuyện cổ tích không? Hãy nêu một số ví dụ. Ghi nhớ, Thạch Xanh là chuyện cổ tích về người dũng sĩ diệt Trần Tinh, diệt Đại Bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. Chuyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lý xã hội và lý tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. Chuyện có nhiều chi tiết tưởng tượng thần kỳ, độc đáo và giàu ý nghĩa, như sự ra đời và lớn lên kỳ lạ của Thạch Xanh, cung tên vàng, cây đàn thần, niêu cơm thần, vân vân. Luyện tập 1. Nếu vẽ một tranh minh họa cho chuyện Thạch Xanh, em chọn chi tiết nào trong chuyện để vẽ? Vì sao? Em sẽ đặt cho bức tranh minh họa ấy tên gọi như thế nào? 2. Hãy kể diễn cảm chuyện Thạch Xanh. Đọc thêm: Đàn kêu ai chém Trần Tinh, cho mày vinh hiển, dự mình quyền sang. Đàn kêu ai chém Xà Vương, đem nàng công chúa chiều đường về đây. Đàn kêu hỡi Lý Thông mày, cớ sao phụ nghĩa lại dày vong ân. Đàn kêu sao ở bất nhân, biết ăn quả lại quên ân người chồng. Chuyện thơ nôm Thạch Xanh. Mày, chỉ Lý Thông. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video.